xin mời tiếng hát trầm mẫm của anh Dũng. Xin mời anh Dũng. Thưa quý vị, xin mời quý vị là tiếng hát của anh Dũng trầm mẫm đến nỗi chúng ta không cần chăn mền gì, trời đất lạnh cũng chỉ nghe hát thôi là chúng ta ấm rồi. Mời. Cảm ơn cảm ơn các anh chị, mong rằng là các anh chị sẽ có một buổi tối rất là vui với chị Nga My, với anh Hà, một cái dư âm đám cưới rất là vui, và hôm nay chúng ta kéo dài những cái giây phút vui đó. Phải thật đó là một cái điều rất là quý khi mà chúng ta có một cái không gian như thế này, mà cũng phải công nhận chị Nga My chỉ tìm ra được cái chỗ này rất là ấm cúng và lý tưởng cho những cái sinh hoạt như thế này. Hy vọng là chúng ta sẽ còn gặp nhau trong cái không gian này. Anh Dũng muốn mời các chị cùng ra sàn nhảy với điệu xì lô, hồi nãy giờ chưa có ai hát xì lô phải không ạ? Toàn là thuyết cha 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 rumba rồi. Mời các anh chị ra sàn nhảy với điệu xì lô đi. Vâng, em mời các anh chị cùng ra sàn nhảy với điệu xì lô đi, trong một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Anh, bài Thuở Ấy Có Em, để gửi tặng giống như là lời của bác Hà gửi tặng cho Nga My. Từ lúc bác em nên thành thường.